nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ cơ sở về công tác bảo vệ đấu tranh nhân quyền trong giai đoạn hiện nay, sáng 14 tháng 12, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh An Giang tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2022. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh đã đến dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn phải tham dự và chú ý lắng nghe đầy đủ các chuyên đề mà báo cáo viên truyền đạt nhằm nắm vững các nội dung được tập huấn để vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền tại địa phương đơn vị trong thời gian tới. Tham dự hội nghị tập huấn công tác nhân quyền có 240 đại biểu là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác nhân quyền của các sở ban ngành địa phương. Các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề về nhận diện thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và đảm bảo thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam, công tác đấu tranh đối thoại về dân chủ, nhân quyền thông qua diễn đàn song phương, đa phương, quyền và giới hạn quyền, công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh, chủ trương giải pháp đối với tình trạng thiếu nại, đình công, lãnh công của người lao động trên địa bàn tỉnh.